Chào mừng các bạn đã quay trở lại với RTK Media. Ở video trước về VC Next Kamen Rider 5 Nijū Shūnen Paradise Regain, chúng mình đã điểm sơ qua về nhân vật Inui Takumi trong phần phim Kamen Rider Yongo, một Inui Takumi được xây dựng xuất sắc, bám sát và phát huy những giá trị gốc của nguyên tác. Hôm nay, hãy cùng RTK Media chúng mình đánh giá 3 tập phim DVideo Special Kamen Rider Yongo, xem nó có những điểm gì thú vị, độc đáo, đáng khen, đáng thu hút nhé. Như thường lệ, đầu tiên ta sẽ điểm qua một vài thông tin cơ bản của phim. DVideo Special Kamen Rider Yongo là 3 tập web series hậu truyện nối tiếp những sự kiện diễn ra trong movie Superhero Taisen Grand Prix Kamen Rider Sango phát sóng từ ngày 28 tháng 3 năm 2015 tới ngày 4 tháng 4 năm 2015. Phim do biên kịch Nobuhiro Mori viết, Kyohei Yamaguchi làm đạo diễn. Giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu cốt truyện của phần phim này nhé. Lưu ý, chúng mình sẽ phải tiết lộ gần như toàn bộ cốt truyện của phim. Các bạn cân nhắc kỹ trước khi tiếp tục xem video nhé. Như đã đề cập ở trên, phim nối tiếp những sự kiện trong movie Superhero Taisen Grand Prix Kamen Rider Sango với một vài sự kiện chính nổi bật như tổ chức Shocker sử dụng cỗ máy thay đổi lịch sử, tạo ra Kamen Rider Sango, đả bại Ichigo và Nigo, đưa tổ chức Shocker lên thống trị thế giới. Dòng thời gian dạy nhánh này cũng khiến cho nhân vật Inui Takumi được hồi sinh từ cõi chết. Kết phim, Kamen Rider cùng với Sango hợp sức để đánh bại tổ chức Shocker, phá hủy cỗ máy thay đổi lịch sử. Nhưng không may thay giữa trận chiến, Kamen Rider Mark Shijimago đã tử trận. Dẫn sang hậu truyện Kamen Rider Yongo, ta được thấy cỗ máy thay đổi lịch sử vẫn chưa thực sự bị phá hủy. Tổ chức Shocker đang bí mật nghiên cứu dự án mới mang tên Yongo. Tomari Shinosuke thức dậy vào 9 giờ 55 sáng ngày 4 tháng 4. Và kỳ lạ thay, ở thời điểm này, Shijimago vẫn còn sống. Bất ngờ, Inui Takumi, Kamen Rider 5 và Sakurai Yuto, Kamen Rider Zeronus xuất hiện, gọi Shinosuke đi tham chiến với những tên quái nhân Shocker đang bạo loạn trong thành phố. Lúc này, Go và Kiriko mới từ rạp phim trở về thì bắt gặp Shinosuke và đồng đội đang chiến đấu. Go lập tức tham gia ứng chiến. Trận chiến tưởng chừng sẽ diễn ra suôn sẻ, nhưng chờ trêu thay trước khi bị tiêu diệt, tên quái nhân Shocker đã kịp lấy mạng Go. Cậu lại một lần nữa hy sinh trong cuộc chiến với Shocker. Thế nhưng dòng thời gian tái lập, Shinosuke tiếp tục thức giấc vào 9 giờ 55 sáng ngày 4 tháng 4 và những sự kiện liên tục lặp đi lặp lại. Nhóm Shinosuke bị cuốn vào một vòng lặp thời gian vô hạn khi luôn có người tử trận trong cuộc chiến với các quái nhân Shocker. Và mỗi lần thời gian tái lập, tổ chức Shocker lại càng trở nên hùng mạnh hơn, khó khăn lại thêm chồng chất khó khăn. Sự thật dần dần được phơi bày, thứ đã vận hành cỗ máy tái tạo lịch sử cho Shocker không gì khác lại chính là cảm xúc tiếc thương đồng đội của những Rider. Trở trêu thay khi những cảm xúc của người anh hùng lại là công cụ để dã tâm của phe tà ác được nung nấu. Những người hùng của chúng ta bị đặt vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, hoặc phải tiếp tục cuộc chiến tuyệt vọng kéo dài vô tận, hoặc hy sinh bản thân, một người trong số họ để tìm cách kết thúc vòng lặp quỷ quái này. Đây là cốt truyện tổng thể của DVideo Special Kamen Rider Yongo. Có thể nói đây là một ý tưởng vô cùng độc lạ, táo bạo, ít khi được sử dụng trong các phần phim Kamen Rider. Lấy cảm hứng chính từ yếu tố vòng lặp thời gian, sâu chuỗi về những nút thắt, những nghịch lý thiện ác, sự éo le, mâu thuẫn trong cảm xúc con người, khán giả đã được dịp thưởng thức một phần hậu truyện đầy cao trào, đáng nhớ, giàu xúc cảm, một khúc tráng ca cho những người hùng bảo vệ chính nghĩa. Phim tuy có dàn nhân vật cực kỳ giới hạn, chỉ vỏn vẹn 4 Kamen Rider ở phe chính diện, ít hơn rất rất nhiều so với movie Sango, đối chọi lại với cả một tổ chức Shocker đang dần lớn mạnh hơn sau từng lần tái lập thời gian. Tất cả tạo ra sự mất cân bằng trong cán cân quyền lực, sức mạnh giữa hai phe thiện ác, tạo sự bế tắc, tuyệt vọng cho những người hùng, đồng thời biến thành nút thắt lớn bóp nghẹt cảm xúc của người xem, tạo sự tò mò, lôi cuốn, khiến cho khán giả dõi theo những diễn biến tiếp theo của phim. Cách mà phim đánh lừa, gây nhiễu khán giả cũng rất thông minh. Ban đầu, phim hướng chúng ta tới nhân vật Kiriko, rằng chính cảm xúc mãnh liệt của cô đối với Go và Shinosuke là thứ đã vận hành cỗ máy thay đổi lịch sử. Và mãi tới gần lúc phim kết thúc chúng ta vẫn có thể tin là như vậy. Nhưng rồi plot twist diễn ra khi Kiriko chọn cách tự vẫn để cố chấm dứt vòng lặp thời gian thì một lần nữa Shinosuke lại thức dậy đúng vào 9 giờ 55 ngày 4 tháng 4. Kể từ đó, nhân tố thực sự tác động lên những nút thắt trong phim được hé mở. Nhịp độ của phim cũng được duy trì khá tốt, cái kết được làm thỏa đáng, vừa để lại một ấn tượng tốt, vừa nâng tầm giá trị cho những nhân vật trung tâm. Nhìn chung có thể nói, hậu truyện Kamen Rider Yongo có phần kịch bản được làm vô cùng tốt, vừa độc đáo, mới lạ, vừa chặt chẽ, lôi cuốn, vô cùng đáng xem và đáng nhớ. Khó có thể tin được rằng người đứng sau phần kịch bản của phim, chú Nobuhiro Mori, cũng chính là người chắp bút cho những siêu phẩm để đời, đầy ngạo nghễ như Superhero Senki hay O-Stand. Tiếp theo, ta sẽ cùng điểm mặt một vài nhân vật nổi bật trong phần phim này nhé. Đầu tiên là Tomari Shinosuke, Kamen Rider Drive. Đây có thể xem như nhân vật dẫn chuyện, là điểm nhìn của chính khán giả để trải nghiệm những sự kiện diễn ra trong phim. Vòng lặp luôn mở đầu với việc Shinosuke thức giấc vào 9 giờ 55 ngày 4 tháng 4. Bằng công nghệ sẵn có từ Belsan và trí tuệ của bản thân, Shinosuke luôn cố gắng chắp nối những sự kiện rời rạc để liên kết ra một bức tranh tổng thể, tìm ra nguyên nhân đằng sau vòng lặp thời gian bất tận. Sự quyết đoán,
Tỉnh táo và lập trường chính nghĩa vững vàng của Shinosuke chính là những yếu tố tiên quyết giúp ứng phó với tình thế tiến thoái lưỡng nan của dàn nhân vật chính diện trong phim. Về phần Shijimago, Kamen Rider Mark vẫn là tính cách bốc đồng, hấp tấp, nóng nảy, tay nhanh nhân não như trong TV series. Go là người thường xuyên tử trận nhất trong vòng lập thời gian của phim, và sự hy sinh của cậu cũng là chất xúc tác rất tốt để đánh lừa khán giả tin rằng Kiriko chính là nguyên nhân diễn ra những sự kiện trong phim. Go luôn sẵn sàng hy sinh bản thân mình vì người khác để chấm dứt chuỗi sự kiện quái ác này, nhưng thông qua những lời răn đe của Inui Takumi về nỗi đau của những người phải ở lại khi chứng kiến người thân bỏ mạng, Go đã có sự thấu hiểu, phát triển hơn về mặt tư tưởng. Tiếp theo là Sakurai Yuto, Kamen Rider Zeronus. Dĩ nhiên, khi nhắc tới những sự kiện liên quan tới dị biến thời gian thì cái tên Kamen Rider Zeronus sẽ luôn xuất hiện song hành. Một nhân tố không thể thiếu, sử dụng Zero Liner, Yuto cùng Denep quay về các mốc thời gian trước để tìm hiểu cụ thể nguyên nhân ẩn sau những bí ẩn diễn ra trong phim, từ đó cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc giải quyết những nút thắt, dấu hỏi được cài cắm. Sau cùng trong dàn Rider chính diện, nổi bật và đáng nhớ nhất phải kể tới nhân vật Inui Takumi, Kamen Rider Vice, một phiên bản Inui Takumi hay, giàu ý nghĩa và tròn trịa nhất trong tất thảy những lần Inui Takumi xuất hiện trên phim. Tuy được hồi sinh từ dòng thời gian rẽ nhánh, Inui Takumi này có những đặc điểm liên kết chặt chẽ với phần TV series. Một Inui Takumi chứng kiến vô vàn cái chết diễn ra xung quanh mình, từ bạn bè tới kẻ thù, những người gắn bó nhất với anh như Kiba, Mari, Keitaro hay thậm chí là cả Kusaka đều đã không còn. Takumi tự lừa dối bản thân rằng mình đã mãn nguyện với cái kết này và anh đã chết trong cô độc sau khi bảo vệ được thế giới. Bước vào phần phim, Takumi tiếp tục hết lần này tới lần khác phải chứng kiến những đồng đội của mình là Drive, Park, Zeronus và Kiriko bỏ mạng. Chỉ nỗi đau và những cảm xúc mãnh liệt này của anh là thứ đã vận hành cỗ máy thay đổi lịch sử, tạo ra vòng lặp thời gian vô tận, gián tiếp giúp cho âm mưu tà ác của Shocker ngày một thành hình. Anh gặp lại Naoya Kaido, Snake of Nope. Kaido ra sức khuyên ngăn Takumi đứng ngoài sự vụ này, rằng hãy trân trọng sinh mạng thứ hai này và sống cho bản thân nhiều hơn. Dù bản thân Takumi cũng rất sợ cái chết, vì anh cũng đã từng bỏ mạng ngay sau những sự kiện của TV series, nhưng ý chí chính nghĩa của Takumi thì vẫn luôn còn đó. Một con người đầy mâu thuẫn, kẻ bất cần nhưng lại sợ chết, kẻ muốn được sống nhưng cũng đồng thời sợ nhìn người khác phải bỏ mạng. Sau cùng, vẫn đúng với châm ngôn sống của bản thân, rằng ta không có ước mơ nhưng ta có thể bảo vệ ước mơ của người khác. Takumi luôn chọn hy sinh chính mình để bạn bè, đồng đội được sống. Anh chọn xóa bỏ dòng thời gian rẽ nhánh, xóa bỏ vòng lặp, phá hủy cỗ máy thay đổi lịch sử. Điều này đồng nghĩa xóa bỏ luôn sự tồn tại của Inui Takumi trong những sự kiện bắt đầu từ movie Kamen Rider Sango. Những người đồng đội đã từng kề vai sát cánh chiến đấu sẽ quên đi sự tồn tại của anh. Một cái kết khá buồn nhưng rất đẹp và trọn vẹn dành cho nhân vật Takumi khi anh tìm thấy sự thanh thản cho chính mình. Đúng như những gì Shinosuke đã từng nói, người quyết định đó là bi kịch hay không chính là Takumi. Phiên bản Inui Takumi trong hậu truyện Yongo rất nhất quán về mặt tư tưởng, là sự liên kết và phát triển những giá trị vốn có của Inui Takumi từ phần TV series, là màn tri ân rất vừa vặn dành cho bản thân nhân vật cũng như những khán giả đã yêu thích Takumi nói riêng và series Kamen Rider Vice nói chung. Cuối cùng mình nhận xét đôi chút về Rider phản diện, Kamen Rider Yongo và tổ chức Shocker. Về phần Kamen Rider Yongo hay Shocker Rider Yongo, hắn là cỗ máy sinh học được tổ chức Shocker âm thầm phát triển trong vòng lặp thời gian để tiêu diệt các Kamen Rider chính nghĩa, như sự bù trừ cho những khuyết điểm mà Kamen Rider Sango đã để lại. Yongo đại diện cho sức mạnh, sự tàn nhẫn và cái ác thuần túy, không bao giờ nương tay trước kẻ địch. Hắn cùng với chiến hữu thân cận, chiếc Sky Cyclone là nỗi khiếp sợ của những Rider phe chính diện. Với mắt lồng tiếng xuất sắc của nam ca sĩ, diễn viên Mitsuru Matsuoka, từng thủ vai Kamen Rider Eternal, cũng là người thể hiện opening cho Kamen Rider Drive. Kamen Rider Yongo tuy có thời lượng lên hình không quá dài, nhưng đã để lại những ấn tượng nhất định trong lòng khán giả. Tổ chức Shocker vẫn luôn là nhóm tổ chức phản diện rất đáng nhớ và có tầm trong franchise Kamen Rider, luôn toát lên được sự bí ẩn, máu lạnh của những dã tâm đầy quy mô, âm mưu thống trị toàn cầu, tạo ra vô vàn thách thức khổng lồ cho những người hùng của chúng ta. Phần hậu truyện này vẫn đảm bảo khắc họa rất tốt những yếu tố đó của tổ chức. Nhìn chung, tuy có số lượng nhân vật cực kỳ giới hạn và khiêm tốn, nhưng phim đã tận dụng tốt vai trò của từng người, đảm bảo đất diễn đủ đầy, tối ưu sự góp mặt của họ trong phim để tạo ra một câu chuyện hoàn chỉnh, lôi cuốn, nhiều bí ẩn, cao trào, nút thắt. Tiếp theo, mình đánh giá phần hành động và kỹ xảo của phim. Cả hai yếu tố theo mình đều đã được làm tương đối tốt. Những cảnh hành động, chiến đấu dừng ở mức tạm ổn, đẹp mắt, nhưng góc máy có phần hơi đơn điệu, chưa có nhiều động tác máy và những góc dynamic. Bù lại thì kỹ xảo của phim được làm khá tốt ở những pha ra đòn, chơi chiêu thức tất sát. Đặc biệt model 3D của Sky Cyclone, Booster Tridrone hay Zero Liner được làm khá mượt và đẹp mắt. Bên cạnh kịch bản độc đáo thì bài hát chủ đề của phim Time do ca sĩ diễn viên Mitsuru Matsuoka thể hiện cũng một phần tạo nên sự bi tráng cho nhân vật Inui Takumi. Có thể khi nghe lần đầu, chúng ta sẽ tưởng chỉ đơn thuần là một bài hát chủ đề của phim với vòng lặp thời gian,
Nhưng đến cuối, khi sự thật đã hé lộ và chứng kiến cái kết của phim, người xem sẽ nhận ra toàn bộ ca từ trong bài hát là nỗi lòng của Takumi sau những gì anh trải qua từ trước khi được hồi sinh cho đến khi đau đớn quyết định hy sinh bản thân mình. Giờ hãy cùng chúng mình điểm qua những thông tin bên lề nổi bật của phim nhé. Tập 1 của phim được phát hành dưới dạng DVD cho 1 triệu người xem đầu tiên của buổi ra mắt phim. Cả 3 tập phim sau đó được phát hành định dạng DVD, Blu-ray vào ngày 9 tháng 9 năm 2015. Tại cảnh đám tang của Shijima Go, trên mộ là tên của cậu và Shijima Sumiko, mẹ của Go và Kiriko. Sumiko qua đời ở tuổi 40, còn Go qua đời ở tuổi 19. Phần nội dung phim có nhiều điểm tương đồng với phim Groundhog's Day và Edge of Tomorrow. Tập cuối của phim phát hành vào ngày 4 tháng 4, trùng với ngày diễn ra sự kiện chính trong phim. Phần phim này đánh dấu sự trở lại của nam diễn viên Karahashi Mitsuru cho nhân vật Naoya Kaido sau 11 năm kể từ series Kamen Rider Fights. Sau rất nhiều năm kể từ Rider Man thì Yongo là Rider tiếp theo có môi. Khác một chỗ là Rider Man để lộ môi thật, còn Yongo là họa tiết hình môi. Vậy trên đây là những nhận xét, đánh giá của chúng mình về DVD Special Kamen Rider Yongo. Có thể nói là một trong những phần ngoại truyện, hậu truyện Kamen Rider xuất sắc nhất từng được làm ra. Mong rằng tôi sẽ tiếp tục duy trì phong độ để cho ra mắt những phần phim Kamen Rider ấn tượng và giàu cảm xúc như vậy. Các bạn có cảm nghĩ gì về bộ phim cũng như video của nhóm? Hãy để lại bình luận để chia sẻ cho chúng mình được biết nhé. Đừng quên like, share video và subscribe cho kênh để ủng hộ chúng mình. Nếu như yêu thích những sản phẩm của nhóm, bạn có thể nhấn vào nút cảm ơn, một chức năng mới của YouTube giúp khán giả tri ân các content creator. Ngoài ra, bạn cũng có thể ủng hộ trực tiếp cho nhóm thông qua số tài khoản cá nhân luôn được mình đính kèm ở phần mô tả để yêu cầu chúng mình sản xuất nội dung mà bạn mong muốn, cũng như để ủng hộ công sức làm việc của cả nhóm. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip. Mình là Kaitoki của RTK Media. Xin chào. お前が最後だ。ジョーカー。俺とお前は戦うことでしか分かり合えない。